Xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu với các bạn một cái viên pin mà rất phổ biến trong sử dụng cho BLC, đó là viên pin Mitsubishi A6 Bass. Thì viên pin Mitsubishi A6 Bass này có xuất xứ ở Nhật và nó chuyên dụng dùng cho nuôi nhớ Mitsubishi. Viên pin A6 Bass này á, nó còn có một cái mã khác, đó là R17330V. 17330V này nó nói lên kích cỡ của viên pin. 17330 có nghĩa là đường kính 17mm và chiều cao là 33.0mm. Trên đầu viên pin được tích hợp rắc cắm sẵn màu đen, rắc chuyên dụng cho BLC, và mỗi viên pin được chứa trong một cái hộp plastic box như thế này đây. Đây là viên pin chính hãng do chính công ty Tràng An nhập khẩu và phân phối, là pinnuôinguon.vn hoặc là website pinnuôinguon.com.